Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả Dragon Fighter Z. Thì hôm nay chúng ta sẽ không chơi cái story nữa mà chúng ta sẽ chuyển qua chơi cái một cái phần mới nhá. Thì hôm nay thì ở đây thì mình muốn giới thiệu với định mệnh. Sao bắt mình chọn lại ta? Hình như bị mất kết nối rồi phải. Ok. Thì ở đây thì mình sẽ có một chút giới thiệu cho anh em dựa cái sảnh. Đó là chúng ta có thể chọn được những cái này bằng cách unlock. Thì đây, có cả Goku này, Android, Cell này, Majin Buu, Hit, Piccolo, Goku Black, Rilcom và Chao Tzu. Mình sẽ chọn Goku Black. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các anh em một cái chức năng mới của cái này. Đó là phần Arcade, đó là leo tháp nhá. Thì khi mà anh em chơi cái phần này thì anh em có thể chọn bao nhiêu vật anh em yêu thích. Và chúng ta có thể đánh với bọn máy và canh giữ từng tòa tháp một. Nếu mà chúng ta vượt qua tất cả tòa tháp mà đạt cái danh S thì chúng ta sẽ được một cái phần thưởng tương ứng. Mình nghe nói đó là Vegeta Blue và Goku Blue, nhưng mà mình vẫn chưa đánh được. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng thử xem đi kiếm Vegeta Blue nha. Thì cái con mình yêu thích đó chính là Black Goku, Vegeta và một con nữa là Buu. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến lên. Mình đã đánh Snake Way được rank S rồi. Cái này rank A thì chúng ta rank H thì chúng ta được có C thôi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đánh thử cái con đường rắn độc để xem có được rank S không nhá. Con đường rắn độc rank S. Hay là đánh con này nhỉ? Ok, chúng ta sẽ đánh thử con đường rắn độc rank S. Nếu mà rank S thì chúng ta sẽ tiến thẳng lên Vegeta Blue và con gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ đánh với bộ ba người xe răng huyền thoại. Goku Black, Vegeta và Majin Buu đánh với Goku, Vegeta và Trunks. Thì chắc là lần đầu tiên anh em nhìn thấy Goku Black ở trong này. Và bây giờ mình cũng cho anh em xem luôn. Đó. Anh em có thể ngoài ra mình có thể mở thêm một phần đó là các nhân vật đấu với nhau nữa, như kiểu song đấu ấy. Thì anh em có thể comment 3 nhân vật anh em thích để mình có thể lấy vào đánh với 3 con kia. Rồi. Tuyệt vời, đây là sức mạnh của Super Saiyan nữ. Mình trộm cơ thể của ta ư? Không thể tin được. Rồi, let's go. Em có gọi cả dòng thiêng cơ nhưng mình không biết gọi dòng. Đúng rồi. Rồi, kết thúc luôn. Goku Super Saiyan đã kết thúc. Vegeta. Bạn đồng bạn đâu có là tập tích bang cả mấy hàng rồi. Đừng thế. Đừng thế hiểu không? Đừng thế, lão thằng vị thần nó không được. Chọn nè. Ui, mình Black Goku chém Vegeta đúng là kiểu mà kiểu cutscene ấy, nó bay thẳng vào tòa nhà luôn. Con này ăn cũng gì ấy. Rồi chết Black rồi. Rồi đi rồi. Đi luôn rồi. Rồi chúng ta sẽ đánh lại đi. Mình xin lỗi anh em là mình hơi ngào ngào thì bây giờ mình sẽ xin phép đánh lại để có rank S để chúng ta có thể vượt được qua. Để chúng ta xem cái phần thưởng là gì. Chứ mình mà đánh rank C thì mình cũng không có tác dụng gì cả. Xin lỗi anh em nhá. Vẫn như thế nhá. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi con đường rắn độc lại nè. Bộ ba người sẽ đang điện thoại. Ok. Dragon Ball Rumble.
Rồi. Tiến lên. Này. Này, Goku. Mình nghĩ là chắc chết Goku rồi đấy. Đó. Tiếp tục Vegeta nào. Cha con cơ mà, đau quá nhờ. Cha con cơ mà. Chém này, ok, mình chém thành công rồi mà. Điều vậy. Điều vậy. Majin Buu. Majin Buu. Mày. Để sao mình cơ thành công rồi mà ta. Điều vậy. Chiêu tao à? Mày chiêu tao không lận. Ôi, bắn trượt này. Ngay mà khi mà nó hất mình lên, mình nó bắn ở dưới, chắc chắn là trượt luôn. Thôi nhé. Tuyệt vời. Đách thắng thôi. Quá ngầu luôn. Tiếp theo nào, chúng ta sẽ leo tiếp lên tầng tiếp theo. Thứ đồ với Vegeta Blue. Nếu mà trong khung cảnh mà đổ nát của tương lai thì chắc chắn là mình sẽ ra cutscene nếu mà mình tiêu diệt được Goku Black trong một phát đá cuối cùng. Không phải rồi. Cái này random địa điểm anh em ạ. Random địa điểm thì làm mình hơn. Ui. Aron sắp tắt. Aron sắp tắt. Tao thật luôn. Ui, đánh vợ. Aron đánh vợ ạ. Đánh vợ. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha, Krillin. Rồi. Ghét nhất thằng Krillin này, bởi vì thấy quá. Mày còn nữa. Mày láo này. Tao sợ luôn. Tạm biệt. Aron sẽ đáp quay trở lại đấy. Aron sẽ đáp trở lại rồi. Ôi. Cái gì vậy? Không có gì ta. Không có gì vậy? Không có bảy ở đâu ra đấy? Không có Nago ở đâu đấy? Bình tĩnh nào. Tôi đi rồi. Nó kích được cái set kia lên khỏi thế. Mình không biết cách set kiểu gì. わかった。
Mày gọi đồng gì ta? Mình gọi được. Mình gọi được dòng gì? Mình bấm linh tinh để ra gọi con rồng cho anh em xem đấy. Không gọi được. Tiệt. Con rồng của gì ta? Chết cha rồi, mình chưa kịp gọi rồng nữa. Ok, chúng ta đã từ danh C này đi luôn. Ủi quá, nó chạy ra cái hướng bên phải luôn này. Rồi ôi, chú hít. Rồi ôi, đau khổ quá. Không sao, mình sẽ lấy đà đó để luyện tập thêm, không sao cả. Nào, chúng ta tiến tới hít Frieza và Aron số 16. Không sao cả, đừng nản lòng. Hít, sát thủ luôn. Ok. Không đi, ta nó khỏe quá. Mình không trách, không trách được vì nó có khỏe. Ta khỏe lắm. Em kéo ai ăn nhé. Phi dè này. Phi dè này. Bum 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 bum. Ơi bạn ơi, bạn kích cứ mạnh rồi thì. Bạn kích sức mạnh à? Mày kích sức mạnh này, kiếm khí này. Mày quá, bắn trượt. Ôi. Chém. Ôi mẹ ơi. Thằng này dám đánh số Black của củ tao này. Lấy thử Aron số 16 nha. 18 mình gọi được số 17 ra này. Đi đen không tuổi luôn. Đi đen không tuổi đâu. Khi đen không có tuổi. Là gì vậy? Yuranago. Bye. Tuyệt vời luôn. Ok. Để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment kênh phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.